Ngọc thơ Thời báo.d Chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bị quốc tế lên án đảng lại đổ lỗi cho thế lực thù địch chống phá. Ngày 18 tháng 5, AFA tiếng Việt có bài Việt Nam lại rêu rao bị thế lực thù địch chống phá. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Kỷ Thiếu tướng Phó Chánh Văn Phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ cho rằng hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Hình ảnh bài trên AFA. Ông Kỷ dẫn phản ứng của nhiều tổ chức quốc tế theo dõi các hoạt động tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận, xét xử các nhà báo bất đồng chính kiến tại Việt Nam trong thời gian qua và kết luận thế lực thù địch lợi dụng triệt để các sự kiện đối ngoại các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá việt nam trên lĩnh vực dân chủ nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ của việt nam afa dẫn lời một luật sư giấu tên cho rằng nhận thức của chính quyền việt nam về nhân quyền chưa có chuyển biến gì theo chiều hướng tích cực thậm chí là ngược lại nhiều diễn biến xét xử, bắt bớ, đàn áp dân chủ trong nước, kể cả giới luật sư, lại có chiều hướng gia tăng hơn, khiến bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân quyền tại Việt Nam ngày càng xấu xí, đáng phê phán hơn. Thời gian qua, chính quyền Việt Nam đã lạm dụng các điều luật hình sự 331 và 117, nên bị các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đánh giá. Hơn nữa, Ban chỉ đạo về nhân quyền chính phủ không có nỗ lực gì để cải thiện bảo vệ thực thi nhân quyền như chức năng cũng như tên gọi của họ. Việc bác bỏ toàn bộ đánh giá và lưu ý của các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế và xem họ như là những thế lực thù địch là hết sức đáng trách, khiến cho Việt Nam tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội cải thiện nhân quyền trong nước. Vị luật sư này nói rằng ông thật sự rất bi quan đối với việc thực thi nhân quyền tại Việt Nam trong tương lai gần. Hình ảnh VOV chụp mũ AFA, VOA là thù địch. AFA nhắc lại một bài viết trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam vào tháng 4 năm 2022 quy kết các hãng truyền thông hải ngoại như AFA, AFI, VOA đã lợi dụng việc cơ quan điều tra khởi tố, điều tra các vụ án đã đăng tải nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc bản chất vụ việc, chống phá đảng, nhà nước và các thủ đoạn tinh vi. AFA dẫn lời nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn nêu quan điểm rằng công dân trong nước có nhiều nguồn tin chính xác và khả tính bởi vì thông tin rò rỉ ra từ trong nội bộ của họ. Sở dĩ họ rò rỉ là do nội bộ cũng có những người bất mãn, không bằng lòng với cách quản trị của đảng và nhà nước nên họ cung cấp tin cho bên ngoài. Nhưng nếu đưa tin ra mà bất lợi cho đảng thì họ bị chụp cho điều 117 hoặc điều 331. Hai điều luật này có thể chụp mũ và bắt bất cứ ai. Hình sự hóa tất cả, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nói. Theo IFA, cả hai điều luật 117 và 331 đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế và các chuyên gia của Liên hiệp quốc lên tiếng chỉ trích về sự mù mờ cần phải được loại bỏ khỏi bộ luật hình sự. Bình luận về thực tế nhân quyền ở Việt Nam, IFA dẫn lời nhà báo Võ Văn Tạo nhận định: "Những người trong nước như chúng tôi thì thấy rõ ràng là họ, các tổ chức nhân quyền nói quá đúng, thậm chí họ nói chưa đủ hết mức độ xâm phạm nhân quyền thô bạo ở Việt Nam." chiếu theo điều 19 Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị thì thấy rằng không có quyền nào mà người dân Việt Nam được tôn trọng một cách đầy đủ. AFA cho biết Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị là một công ước quốc tế do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966, có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 1976. Việt Nam gia nhập công ước này vào ngày 24 tháng 9 năm 1982. Điều 19 Công ước nêu rõ, mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp, mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin bị quốc tế lên án, đảng lại đổ lỗi cho thế lực thù địch chống phá. Đảng giấu nhiệm kết quả lấy phiếu tín nhiệm, có phải vì không hài lòng? Ngày 19 tháng 5, AFA tiếng Việt có bài đảng cộng sản việt nam không công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm là xúc phạm đảng viên và nhân dân afa dẫn quan điểm của luật sư nhân quyền nguyễn văn đài cho biết việc đảng cộng sản việt nam và ban lãnh đạo đảng quyết định không công bố trước toàn quốc dân kết quả lấy phiếu tín nhiệm là không công khai minh bạch và có một sự xúc phạm đối với chính các đảng viên của đảng và người dân trong cả nước hình ảnh bài trên afa bởi vì như tôi nói đây là công việc của cả một quốc gia, luật sư Đại nói, vài chục triệu cử tri sẽ soi xét, xem xét đạo đức, tư cách, nhân cách, tài năng của mỗi một quan chức, chính trị gia. Một con người thì như thế sẽ tốt hơn việc chấm điểm của 200 ông bà, điều đó là rất rõ ràng. Người dân Việt Nam chúng ta không phải là kém thông minh và đảng Cộng sản Việt Nam hành xử như vậy là việc lấy phiếu tín nhiệm kiểu như thế mà không công bố công khai rộng rãi thì không phải là không công khai minh bạch mà còn là một sự xúc phạm đến một dân tộc quốc dân với 100 triệu người dân. Họ không chỉ coi thường 100 triệu người dân mà họ còn coi thường ngay cả 5,2 triệu đảng viên Đảng Cộng sản của họ nữa. Họ không cho phép 5,2 triệu đảng viên cộng sản đánh giá năng lực của chính những người lãnh đạo họ. Điều đó là không thể chấp nhận được trong một thế giới dân chủ như ngày hôm nay và ngay ở Việt Nam. Hình ảnh phiếu tín nhiệm đã lấy xong. Về mong muốn ném chuột không vỡ bình, luật sư Đại cho rằng việc này hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng thường ví những quan chức dưới quyền của ông là chuột, là lương hay trạch. Tôi chưa thấy có một vị lãnh đạo của một đảng phái chính trị ở xứ văn minh nào trên thế giới lại ví những người đảng viên của đảng mình những quan chức dưới quyền của mình khi mà họ được cho là mắc sai lầm hay vướng vào những vấn đề như tham nhũng, tham ô, thì chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất trên thế giới ví những đảng viên của mình như vậy. Đấy là một sự khinh thường đối với những quan chức ở dưới quyền của ông ta. Ông Đài đặt vấn đề, bản thân ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng không có tham nhũng, không có tơ hào cái gì của người dân, của nước. Thế nhưng đó là tham nhũng về kinh tài. Còn những tham nhũng khác như tham nhũng quyền lực thì sao? ông Trọng đã giữ quyền lực quá hai nhiệm kỳ và cha đạp lên điều lệ đảng để mà giữ quyền lực. Ông dành phần lớn thời gian chỉ để săn lùng tìm những quan chức dưới quyền tham nhũng. Nhưng trong khi đó, nhiều quan chức có vấn đề thì lại là những cánh tay phải, cánh tay trái luôn được ở bên cạnh ông. Điều này cho người dân Việt Nam thấy rõ rằng đây không phải là một cuộc chiến để chống tham nhũng, mà nó chỉ là mượn danh chống tham nhũng để đấu đá tranh giành quyền lực mà thôi luật sư đài còn cho rằng dưới thời của tổng trọng nhất là gần đây đảng cộng sản ngày một lấn quyền lấn sân sang chính quyền nhà nước và thao túng quyền lực luật sư đài nhận xét dưới thời thủ tướng võ văn kiệt thủ tướng phan văn khải và thủ tướng nguyễn tấn dũng công việc của bên chính phủ khá độc lập họ không chịu sự chỉ đạo trực tiếp của bên trung ương đảng đến thời kỳ mà ông nguyễn xuân phúc làm thủ tướng công việc bên chính phủ còn độc lập một chút song khi đó quyền lực của ông Tổng Bí Thư đã ngày càng cao, hình ảnh sự đe dọa đối với đối thủ của ông Trọng. Đến nhiệm kỳ thứ ba ngồi ghế Tổng Bí Thư của ông Trọng, quyền lực của ông đã bao trùm lên cả nhà nước, cả chính phủ và tất cả mọi công việc. Và gần như lúc này, đảng điều khiển toàn bộ công việc, dù là thủ tướng hay chủ tịch nước, đều phải nghe theo sự chỉ đạo từ bên đảng. Bất kỳ một nhân vật nào mà phản kháng, ví dụ như ông Nguyễn Xuân Phúc, thì bị cho về vườn và ngã ngựa ngay. Đến nay, không có một đường lối hay chính sách nào mà có thể thoát ra ngoài sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng cả. Luật sư Đài dẫn câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng rằng Bây giờ các quan chức mà tay đã nhúng chạm thì xin hãy từ chức đi, rồi bồi thường thì sẽ được tha thứ. Và nhận xét, nói như thế thì tức là quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng gần như quyền lực của một ông vua. Ông ta có quyền tha hay có quyền xử một quan chức tham nhũng tùy theo thái độ của người đó. Ông ta làm như thế là thay công việc của cơ quan công an, cơ quan viện kiểm sát cũng như tòa án trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Thực tế ông trọng đã tha cho nhiều quan chức, ví dụ như ông Nguyễn Văn Bình khi làm thống đốc ngân hàng nhà nước đã phạm nhiều lỗi lầm nhưng một phần là thuộc phe cánh của ông trọng một phần là có thể khéo ăn nói nên được ông Trọng tha cho. Mặt khác, theo AFA hôm 18 tháng 5, một nhà quan sát chính trị ở Việt Nam giấu tên cho biết kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ Hội nghị Trung ương 7 đã có, tuy nhiên không được loan báo ra ngoài công khai. Theo đó, tất cả đều đạt tín nhiệm từ hơn 60% trở lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin đảng giấu nhẹm kết quả lấy phiếu tín nhiệm có phải vì không hài lòng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d